À, vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em xin hân hạnh giới thiệu tới các bác một chiếc âm ly đa kênh của hãng Sony. Chiếc này có tên mã là TAV909. Đây là một cái chiếc thuộc phân khúc tầm trung với một cái mức giá vô cùng dễ chịu. Chất lượng âm thanh khá là tốt. Đặc biệt chiếc này là tương đối khỏe. Dư sức kéo các thể loại loa bát 25. Hôm nay thì cũng là những ngày gần như là những ngày cuối cùng của năm rồi. Do vậy là em sẽ bán với cái giá rất mềm mại để cho những bác có nhu cầu có thể sở hữu được chiếc này. Em bán 2 triệu 500 ngàn đồng kèm theo cả một cái remote học của Trung Cộng. Ở trên cái remote này thì chúng ta cũng thao tác được những cái nút cơ bản nhất. Ví dụ như là volume này, tắt mở nguồn này, chuyển qua lại các chế độ music này, bật tắt EQ này, rồi thì bật tắt cái chế độ tăng bass này và chuyển qua lại các chế độ ngõ vào. Còn những cái tính năng thiếu thì chúng ta có thể thao tác ở trên mặt của âm ly. Chiếc này là hàng bãi mà em đã phải tuyển lựa đầu vào khá là kỹ. Bình thường cái chiếc này ở những shop khác người ta bán không có remote, người ta bán cũng phải tầm 3 triệu rồi. Trong khi đó em bán kèm theo cả remote chỉ với cái giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Giá này mà không mua được thì chắc chắn các bác không mua được thứ gì cả ở chỗ em. Cặp loa mà em ghép cùng đó là cặp loa khá là nổi tiếng của hãng Onkyo. Đây là cặp Onkyo D202 trơn đời đầu. Cặp loa được mệnh danh là cà phê kinh điển. Nó là dòng Buchsel sở hữu bát 16 màng giấy viền mút và một cái check dome. Loa thì có kích thước khá là nhỏ gọn nhưng nhấc khá là đầm tay. Nó nặng vào trên 7 kg một thùng đi ạ. Cặp loa này có giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Âm ly có giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Bác nào muốn mua cả bộ thì nó sẽ là 5 triệu đồng chẵn. Bây giờ trước khi đi soi ruột gan của cái chiếc âm ly này, em xin mời các bác chúng ta ngó qua một chút về thông số. Đừng tưởng nó rẻ mà nó không ra gì các bác nhé. Sony TAV909. Model này được sản xuất vào năm 1997 và đây là âm ly 5.1. Là một chiếc thuộc phân khúc tầm trung, tiệm cận cao cấp của hãng Sony. Nó có cái giá khởi điểm trước thuế là 99.800 yên. Tương đương với khoảng 21 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Điểm đáng nói đầu tiên ở chiếc này là khả năng giải mã DAC 24 bit ở 96 kHz, tức là nó đạt một cái chuẩn của một cái đĩa CD gốc. Về phần công suất, nó sử dụng tổng cộng 10 con sò san ken loại 1 vít cho 5 kênh âm thanh. Cái chiếc này nó được tinh chỉnh phần công suất khá là tốt. Do vậy nó cho phép kéo loa có công suất Norman tầm 150W cho mỗi kênh ở trở kháng 6 ohm. Đánh rất tốt những cái dòng loa có kích cỡ bass từ 25 cm đổ lại. Kể cả bass 25 karaoke côn to từ kép chấp hết. Và cái tầng công suất này nó khá là trau chuốt. Nó được tối ưu hóa về hiệu năng. Do vậy, tầng công suất chạy rất ổn định và mát. Bên phần mạch chỉnh âm sắc thì nó khá là đa dạng, cho phép chỉnh bass jack với rất nhiều lựa chọn cắt tần khác nhau. Ví dụ như ở dải âm bass cho phép chúng ta chỉnh ở trong các dải từ 90 Hz đến 992 Hz. Dải âm jack cho chúng ta chỉnh từ 1 kHz đến 8,6 kHz. Về kích thước, nó rộng 43 cm.
cao 15,5 và sâu 36 cm, nặng 12,7 kg, công suất tiêu thụ nguồn 217W, điện áp sử dụng 100V, made in Malaysia. Chiếc này sở hữu một cái tăng phô khá là lớn, và cái tăng phô này được ghép những cái thanh E và I là ghép bằng tay, người ta gọi là ghép thủ công đấy ạ. Cái cách này nó cầu kỳ nhưng mà nó sẽ giúp cho cái tăng phô nó có một cái chất lượng rất cao. Tụ lọc nguồn của chiếc này là tụ của hãng Nichicon danh tiếng, tụ cao cấp vỏ vàng với dung lượng tụ là 10.000 microfarad một quả. Về dung nhan mặt trước thì nó có vài vết chảy. Ở trên núm volume có một vết chảy nhẹ, đây có một vết chảy. Ở góc này có chảy sơ sơ. Ở cái góc có chữ Dolby Digital này, bên trên nó còn có một hàng chữ nữa, nhưng ở chỗ này nó có một cái vết dơ các bác ạ. Thế là em mới chấm một ít nước tẩy con vịt, em chấm vào bông rồi em lau, lau một phát thế là cái hàng chữ nó đi luôn. Em nhớ không nhầm, cái hàng chữ bên trên cái chữ Dolby Digital là cái chữ Processor hay là Processor gì đó. Hiện tại là cái chữ này nó bay mất rồi. Em phải báo cáo với các bác như vậy, không là sẽ có nhiều bác thắc mắc bảo là tại sao có những con 909 nó có cái hàng chữ ở đây mà âm ly của mày không có. Là em lau nó bay mất chữ rồi đấy ạ. Ở ngay phía bên trái của âm ly chúng ta thấy một cái tổ hợp phím bao gồm 4 cái phím được làm cách điệu ở trong một cái vòng tròn. Ở góc này chúng ta nhìn thấy cái chữ D PC mod, tức là các chế độ khi chúng ta ấn vào để chỉnh music đi ạ. Khi ta ấn vào cái nút này, trên màn hình nó hiện chữ F bass, có nghĩa là chỉnh bass cho loa chính phông. Chúng ta có thể ấn hai cái nút này để tăng giảm. Đó, các bác thấy chưa? Đây là tăng giảm giải tần số của bass các bác nhé. Đây mới là tăng giảm cái mức của cái tần số đó. Đó là ở loa chính phông. Ấn tiếp. Ấn xuống đi ạ. Thì nó cho phép chỉnh ở giải check. Đây ạ. Check thì có rất nhiều lựa chọn cắt tần. Đây ạ, đây là tăng giảm check này. Cái chiếc này nó rất chi là hay. Khi đưa về đánh ở cái chế độ đầy đủ các loa thì nó còn cho phép chỉnh cả bass, cả check cho loa surround, chỉnh cả bass, cả check cho cả loa catcher nữa. Thực sự là cũng khá là hiếm những cái con âm ly đa kênh mà có cái mạch âm sắc được trau chuốt như thế này. Đến ngày hôm nay em mới vỡ lẽ ra một điều. Những con âm ly đa kênh cổ của hãng Sony luôn rất tuyệt vời. Có rất nhiều cái lựa chọn trong vấn đề chỉnh âm sắc. Càng về sau này thì những cái lựa chọn này đã bị hãng lược bỏ đi. Chính vì thế cho nên là nhiều cái âm ly đa kênh đời cao, rõ ràng đời rất cao nhưng chất lượng âm thanh lại không cao. Các bác chơi âm ly đa kênh ấy, em khuyên một điều là như thế này: đừng có tham đời cao làm gì. Nhiều bác hỏi em này chứ, âm ly đa kênh có bluetooth không, có wifi không, gì có usb không, có fm 108 không. Sẽ có những chiếc âm ly đa kênh đầy đủ những tính năng như vậy nhưng chất lượng âm thanh có thể là thua kém khá là xa so với những cái chiếc kiểu như thế này. Thế thì các bác thích chơi tính năng hay các bác thích chơi chất lượng? Cái này thì các bác phải hết sức lưu ý. Đây là cận cảnh ruột gan của chiếc V909. Như em đã nói ở đoạn đầu video, chiếc này là em lấy chọn
Do vậy ruột gan nó đẹp không chê được đâu ạ. Đây là cái tản nhiệt lắp 10 con sò sang ken loại 1 vít. Ở bên trên này chúng ta nhìn thấy 4 con. Ở bên dưới là có 6 con nữa, tổng cộng là 10 con. Ở đây là cặp tụ lọc nguồn chính của hãng Nichicon, tụ vỏ vàng, chất lượng cao. Dung lượng tụ là 10.000 microfarad một quả. Còn đây là cái tăng phô nguồn nguồn chính. Nó khá là lớn so với cái công suất mà nhà sản xuất người ta công bố là 217W. Nói thật với các bác là như thế này, cái tăng phô này thậm chí nó còn lớn hơn khá nhiều so với cái tăng phô ở trên cái con Onkyo TXSA 606X. Mà các bác có biết cái con 606X của Onkyo nó ghi là bao nhiêu watt không ạ? Nó ghi là 450W, nhưng cái tăng phô của cái con Onkyo đó nhỏ hơn khá nhiều so với cái tăng phô của con này. Mà con này nó ghi chỉ có 210W thôi ạ. Do vậy em lại có một cái lưu ý tiếp theo đối với những bác mua âm ly đa kênh là như thế này. Đừng tham công suất. Chúng ta phải nhìn vào thực tế. Có rất nhiều cái âm ly nó ghi công suất rất cao, nhưng kỳ thực là thực tế thì nó lại không phải như vậy. Có nhiều chiếc thì nó ghi công suất khá là thấp như chiếc này, nhưng chiếc này dư sức đánh bát 25. Bởi vì sao? Bởi vì tăng phô nó rất lớn và được làm rất tỉ mỉ. Những bác mà đã từng ngồi quấn tăng phô chắc là biết cái cảm giác vào từng cái thanh EI1 nó lâu như thế nào. Thì trên cái tăng phô này người ta cũng làm đúng như vậy. Đây là bo giải mã DAC, nó nằm biệt lập ngoài cùng bên phải và được bọc xung chống nhiễu bằng một cái miếng kim loại ở đây. Toàn bộ những phần xung nhiễu tạp không mong muốn sẽ được chặn lại ở cái miếng kim loại này. Bây giờ thì em sẽ vòng ra phía sau để cho các bác xem qua một chút về các kết nối. Là một chiếc tầm trung. Rất may mắn là nó có khá nhiều đường quang vào. Nó có tổng cộng 3 đường quang vào và một đường quang ra. Song hành cùng với hai đường đồng trục coaxial in. Giải mã 24 bit ở 96 kHz. Đây là những cái đường bông sen để kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và đây là thông số chính phía sau. Sony TA-V909. Công suất tiêu thụ nguồn 217W. Điện áp sử dụng 100V. Made in Malaysia. Số seri có cái đuôi là 2749. Đây là cái hai cái cọc để dẫn ra xúc điện đấy ạ. Bác nào mua chiếc này hết sức chú ý. Nó ghi woofer audio out, có nghĩa là đường xuất ra xúc điện. Chiếc này cho phép đánh 5 loa cùng một lúc, bao gồm một cặp loa chính phông, một cặp loa surround và một loa Kencher. Tất cả các loa này đều có mạch chỉnh EQ của riêng nó. Điều này là rất hay. Nó vẫn cho phép đánh cả hai cầu AB của kênh chính phông cùng một lúc, với một điều kiện cả hai cặp loa đấu vào đây đều phải là loa có trở kháng 12 ôm trở lên, trong khi chúng ta thì không đào đâu ra loa 12 ôm. Do vậy, đối với chiếc ông ly này, chúng ta chỉ được phép đấu một cặp loa vào đường phông A, một cặp loa vào đường surround và một cái loa lẻ vào đường Kencher để tạo thành một bộ dàn 5.1 hoàn chỉnh. Đừng có đấu tham các bác ạ. Khi chúng ta sử dụng thiết bị, chúng ta phải biết cái ngưỡng của thiết bị nó nằm đến đâu, nó đạt đến tầm nào. Còn khi chúng ta quá tham lam hoặc chúng ta thiếu hiểu biết thì có nghĩa là chúng ta sẽ đốt thiết bị rất chi là nhanh.
Đây là dây nguồn khá là lớn đấy ạ. Ở góc này khi chúng ta nhìn vào cái ốp của cái tăng phô, chúng ta thấy nó còn rất đẹp. Thường thì những cái tăng phô mà được làm thủ công bằng tay, sau đó là đổ một cái lớp sơn cách điện như thế này ấy, thì 100 năm sau khi người ta tháo cái tăng phô này ra, tháo từng thanh EI ra, chúng nó vẫn còn mới như lúc mới xuất xưởng. Đó là đặc điểm của những cái thứ mà người ta làm lắp ráp thủ công bằng tay, chất lượng nó rất cao. Hai cái xanh xanh này là những cái le để đóng ra các cầu loa đấy ạ. Đây là cận cảnh cặp tụ lọc nguồn của hãng Nichicon, tụ cao cấp vỏ vàng với dung lượng 10.000 microfarad một quả. Và đây chính là những con sò công suất. Các bác có thể nhìn thấy cái biểu tượng có chữ SK ở đây. Đấy chính là biểu tượng của Sanken. Đây là cặp sò với cái tên là MN2488 và MP1620. Đúng là cái dòng sò này nó cho công suất Norman là 150W với cái điều kiện tăng phô đủ lớn và tụ đủ khỏe. Như vậy cái thông số mà em đọc lúc nãy là chính xác. Cái dòng đồ cổ này ấy, thì cái bo giải mã nó rất to và những con chip ở trên cái bo này toàn là những con thô lố. Do vậy cái chất lượng tiếng ở phần giải mã DAC là nó rất dày, rất khỏe. Là một cái chiếc đời cổ thì chắc chắn là khi chúng ta chỉnh volume thì nó phải sử dụng một cái motor để kéo cái chiếc áp cơ các bác nhé. Như vậy tổng thể là chúng ta có một cái chiếc âm ly với một bộ ruột, thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là linh kiện còn tốt cho khả năng sử dụng lâu dài. Bây giờ thì em sẽ test một đoạn mà anh em chúng ta sẽ nghe bằng đường quang optical. Em đang cắm vào cái ngõ DVD và nguồn phát thì vẫn là cái đầu này, vẫn bài hát đó cho nó khách quan. Không hổ danh Onkyo D202. Bát có 16 thôi mà nện như bom ấy ạ. Rất cao mình. Vì em để mức volume hơi cao, lúc bát nó bật lên một cái đúng là giật mình. Đây là vỏ nắp còn xem các bác ạ. Nói chung là ở mức chấp nhận được. Chắc là thôi em cũng khỏi phải kết luận làm gì. Em tất cả mọi thứ nếu các bác chịu khó tóm lược thì các bác chắc là sẽ biết được rằng chiếc này nó có hợp với nhu cầu của mình hay không.
Vâng, bác nào thực sự muốn sở hữu chiếc này thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.